Alo alo, dạ em xin mến chào đại gia đình của mình nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn nhất và vui vẻ nhất khi nghe những clip kể chuyện của em nha quý vị. Thì đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện cười, một câu chuyện tiếu lâm, rất là vui và rất là thú vị. Câu chuyện này là của một anh trai ở bên Mỹ đã gửi tặng cho em. Cảm ơn anh trai rất là nhiều. À, người ta thường nói á, là khi mà mình chọn bò, mình mua bò đó quý vị, thì mình sẽ coi cái u của nó và mình xem cái bắp của nó. Nhưng mà nếu mình chọn chồng thì phải làm sao đây? Thì đây là một cái lời tâm sự thầm kín của hai mẹ con. Trước khi cô gái lấy chồng thì bà mẹ bả mới nói với cô gái. Thì cái ngày hôm nay em đặt cái tiêu đề á, quý vị nghe thì cảm thấy rất là tò mò đúng không ạ? Thế thì chọn chồng thì mình sẽ chọn mình nhìn cái gì đây? Trước tiên là mình phải nhìn cái gật gù trước tiên. Cái gật gù là cái gì? Thì mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện ngắn của em để xem cái đáp án nha quý vị ha. Cười muốn bể bụng luôn. Thì cái câu chuyện này nó nói về hai mẹ con này, coi như là bà mẹ quá chồng mà đứa con gái thì mới có 19 20 tuổi, mà ở dưới quê 19 20 tuổi ta lấy chồng sớm lắm quý vị. Mà hồi đó giờ hai mẹ con sống chung với nhau, mà bữa nay đứa con gái theo chồng, cho nên là bà mẹ mới tâm sự với con gái của mình, tâm sự thầm kín á. Hai mẹ con mới thỏ thẻ rủ nhau vô phòng ngủ, đóng cửa kín mít lại. Bà mẹ bà mới nói với con gái rằng: "Con gái ơi, mẹ nói con nghe là bây giờ á, người ta nói á là ông bà ta nói á, là chọn bò đó là mình phải coi bắp, coi u của nó, xem bò như thế nào. Nhưng mà mình chọn chồng á, thì không có phải đơn giản vậy đâu con. Chọn chồng là mình phải coi cái gật gù trước tiên." Cái gật gù là cái gì? Thì đứa con gái thì mới 18 19 tuổi đâu có biết đâu. Cái mới hỏi: "Mẹ ơi, vậy thì cái gật gù là cái gì vậy mẹ? Mẹ có thể nói rõ hơn được không? Chứ con cũng không hiểu đó mẹ ơi." "Trời ơi, con gái à, khờ quá." Ý người ta nói ở đây nha, cái gật gù á thì bây giờ mình hiểu nôm na vậy nè, bây giờ có 4 5 cái gật gù lận. Bây giờ để mẹ mô tả cho con ha. Nếu như mà con chọn mà cái nào mà nó quéo bên trái hay là quéo bên phải á, thấy không? Là mấy cái đó là coi như là xài không có được, thấy không? Xài không có được. Đừng có chọn. Bây giờ cái gật gù á mà nếu mà nó thun lại mà nó màu sắc nó xanh xao nhợt nhạt là cái đó nó gần hết đá rồi. Không có xài được, thấy không? Là cũng không được luôn. Mà nếu như mà cái gật gù nào á ha, mà nó lủng lẳng, mà nó làm như nó sắp rớt xuống đất á, là cái đó là coi như là chưa đến chợ mà đã hết xăng rồi, như là chưa mới đi mới đi ra nửa đường là hết tiền. Chưa hết chợ là chưa đến chợ đã hết tiền rồi quý vị ơi. Đó, thế thì cái gật gù mà bây giờ má má nói con nghe, bây giờ nếu mà con có sức khỏe đó không, thì con phải chọn cái gật gù nào á mà nó chĩa thẳng lên trời. Tại vì cái đó là coi như nó mạnh lắm, nó mạnh như bò vậy đó, mạnh như châu hút mã. Nhưng mà mẹ khuyên con là đừng có nên chọn mấy cái đó, nó mạnh thiệt là mạnh, nó chĩa thẳng lên trời vậy đó thì cũng không có tốt. Tại vì á mình á là mình cần chọn cái nào mà nó vừa cương mà nó vừa nhu, có nghĩa là miễn sao mình sống mình hạnh phúc với nhau là được rồi, chứ cái đó nó cũng không có quan trọng nghe không con. Đây là cái lời tâm sự của bà mẹ hướng dẫn cho đứa con gái mình chọn chồng quá bá đạo không quý vị. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện hài của em. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người cho những clip tiếp theo nha. Xin chào.